quý vị và các bạn, qua số điện thoại hotline của chương trình Đường Dây Nóng thì chúng tôi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra tại một nhà hàng trên đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vào tối ngày 10 tháng 12, khoảng 40 đối tượng đã vào nhà hàng để đánh nhân viên, quậy phá làm khách hàng hoảng loạn, ghi nhận của phóng viên Đường Dây Nóng. Nhà hàng Huy Nướng, ngõ 9 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Hai ngày sau việc bị gây rối, không có bóng khách. Còn đây là hình ảnh camera của cửa hàng ghi lại vào tối ngày 10 tháng 12. Khoảng 40 thanh niên vào nhà hàng, gọi đồ tràn lan, sau đó gây gổ với nhân viên thanh toán, không trả tiền và xông vào đánh nhân viên. Các đối tượng rất manh động, hung hãn. Cả chủ nhà hàng và nhân viên đều chẳng thể ngờ, giữa thủ đô Hà Nội lại có những hành vi vi phạm pháp luật ngang nhiên như vậy. Vào ngày 14 tháng 11, nhà hàng cũng đã liên tục có các đối tượng đến theo dõi và đe dọa. Sau sự việc, công an phường Nhân Chính đã có mặt tại hiện trường và đã bắt được hai đối tượng trong đêm ngày 10 tháng 12. Không biết các cơ quan chức năng phường Nhân Chính cũng như quận Thanh Xuân sẽ xử lý việc gây rối và hành hung trên như thế nào? Sự việc có xảy ra tại các cơ sở khác trên địa bàn không?